Ngày 24 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và trốn thuế, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội buôn lậu, xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19 Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính. Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2, điều 143, luật quản lý thuế về các hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước, bước đầu xác định là hơn 6 tỷ đồng. Sáng ngày 24 tháng 6, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra chuyên án mua bán, tàn trữ và sử dụng vũ khí liên tỉnh lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh này. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định, thời gian qua, địa bàn tỉnh này xảy ra nhiều vụ án băng nhóm đánh nhau, trong đó có 6 vụ các đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng súng. Đến ngày 21 tháng 6, 3 tổ trinh sát bắt giữ 4 đối tượng có dấu hiệu tàn trữ, sử dụng súng đang thường trú tại huyện Tuy Phước. Khám xét nơi ở các đối tượng, cảnh sát đã thu giữ 9 khẩu súng, gồm 7 khẩu súng quân dụng, 1 súng pháo, 1 súng đạn cao su, cùng 87 viên đạn. Các đối tượng khai nhận đã móc nối mua bán súng với các đối tượng tại tỉnh Đắk Lắk. Ngay trong đêm ngày 21 đến ngày 22 tháng 6, Ban chuyên án 323S đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám xét và bắt một đối tượng chuyên cung cấp súng cho các băng nhóm. Mới đây, Công an xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Bình Thành, huyện Bình Sơn giải cứu nữ sinh dê mới 13 tuổi ở xã Thanh An, huyện Minh Long. Em bị dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke không phù hợp với tuổi của em. Em cho biết một bạn trên Facebook hỏi em có cần việc làm không, rồi đưa Facebook của một người khác cho em dê. Sau đó người này báo lương một tháng từ 10 đến 15 triệu. Sau khi xuống xã Bình Thạnh, em dê mới biết mình nhận việc làm là nhân viên phục vụ karaoke không phù hợp với tuổi. Mẹ của em dê khi thấy em xuống phố mà không liên lạc được nên đã trình báo cơ quan công an xã Thanh An. Trong quá trình kiểm tra một số nhà trọ trên địa bàn xã Bình Thạnh, Công an xã Bình Thạnh phát hiện 22 thiếu nữ đều ở vùng núi tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có trên 15 em đang là học sinh đang nghỉ hè. Các em tranh thủ làm 3 tháng hè rồi về đi học lại. Ban đầu các em đều không biết công việc phải làm là nhân viên phục vụ karaoke. Sáng ngày 24 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Thiện Nhật, 29 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để điều tra hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó, cuối năm 2022, một đối tượng đem hai khẩu súng tự chế kiểu rulo ZB5 bị hư đến chỗ Nhật ở trọ tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn thuê sửa chữa. Sau đó Nhật lên mạng xem hướng dẫn, lắp ráp súng rồi đem hai khẩu súng hư lắp thành một khẩu súng hoàn chỉnh. Sau khi lắp ráp xong, Nhật đem cất giấu trong phòng trọ. Trước đó, Nhật còn lên trang mạng xã hội đặt mua 3 khẩu súng với giá 6,2 triệu đồng, đem về lắp ráp lại hoàn chỉnh rồi cất giấu trong phòng trọ. Qua tin báo của người dân, Công an huyện Thoại Sơn kiểm tra phòng trọ của Nhật thì phát hiện tạm giữ 5 khẩu súng các loại, 4 kg đạn chì, 4 viên đạn và máy nén khí, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Trước mắt, Nhật khai nhận mình mua sửa chữa súng để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu. Rạng sáng ngày 24 tháng 6 tại km 48 CT01 thuộc cao tốc Cam Lâm - Nha Trang, địa bàn thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo container và ô tô con, khiến 4 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, 2 người tử vong gồm một người có hộ khẩu thường trú tại đường 13, khu phố 3, phường An Thới, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và người điều khiển xe con. Xe đầu kéo kéo theo rơ móc do Nguyễn Văn Hạnh,
sinh năm 1983, trú tại Đoài Thượng, Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình điều khiển. Tại hiện trường, xe con biến dạng hoàn toàn. Xe container sau khi đâm phía sau xe con thì tiếp tục đâm vào lan can, lật nghiêng. Chiều ngày 23 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố đối với 15 bị can liên quan tới vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Trong số 15 bị can vừa bị khởi tố có hai nhân viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là Đỗ Thị Huyền Trang, Phó phòng Kế toán và Nguyễn Thị Nga, nhân viên kế toán. Các bị can khác là lãnh đạo nhân viên các công ty con của FLC, gồm Trịnh Văn Đại, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes, Trịnh Tuân, trưởng phòng vật tư Công ty FLC Land, Hoàng Thị Huệ, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ số FLC, Trịnh Văn Nam, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên phòng vật tư Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên FLC Land, Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành và Nguyễn Thị Hồng Dung, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Các bị can còn lại làm việc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, gồm Nguyễn Thị Thanh Phương, trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Nguyễn Thị Thu Thơm, cựu phó phòng dịch vụ chứng khoán, Bùi Ngọc Tú, phó phòng dịch vụ chứng khoán, Quách Thị Xuân Thu, kế toán trưởng và Trần Thị Lan, cựu kế toán trưởng. Các bị can là người quen, họ hàng, nhân viên của bị can Trịnh Văn Quyết đã có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính số tiền hơn 667 tỷ đồng.